Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với một chuyên mục rất quen thuộc, một video tiết lộ đầy đủ nội dung chapter mới nhất của One Piece. Trước đó thì chúng ta đã có được hai đoạn hồi tưởng liên quan đến các nhân vật xuất hiện trong cuộc đời của Kuma. Ông được sinh ra tại Sobek 47 năm trước, sau đó vài năm bị chính phủ bắt làm nô lệ vì mang dòng máu chủng tộc Buccaneer, rồi được đưa đến Godfrey để trở thành một con thỏ cho cuộc thanh trừng ở đây 38 năm về trước. Hòn đảo đã từng có sự góp mặt của những huyền thoại một thời như Bangrock, Bang Roger, Thánh Kỵ Sĩ, hay Gap và thậm chí có luôn cả Thánh Satan. Những câu chuyện về biến cố Godfrey một lần nữa đã bị giấu đi khi Kuma thoát ra khỏi hòn đảo này nhờ năng lực của trái quỷ Nikir, chấm được từ phần thưởng sẽ trao cho bọn lâm tinh. Ông trở lại quê nhà của mình tại Sobek và sống trong căn nhà thờ. Giờ từ chapter 1097 này, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy một lần nữa cuộc đời trắc trở của Kuma cùng với sự xuất hiện của một nhân vật đầy bí ẩn mang tên Monkey D. Dragon, một cựu hải quân từ bỏ công lý giả tạo mà hải quân đang phục vụ. Vậy thì những thông tin chapter 1097 này có gì hấp dẫn, mình sẽ cung cấp đến cho anh em ngay bây giờ. Hãy pha một cái ly cà phê rồi ngồi xuống nhâm nhi và nghe cái bản tiết lộ này nha. Cũng đừng quên mục tiêu của mình là 100.000 thành viên gia nhập bằng. Hiện tại đã có hơn 80.000 rồi, quá đã luôn anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Tiêu đề chapter 1097 chưa được cung cấp rõ, nhưng nó có liên quan đến cô gái mới xuất hiện ở hai chapter trước, Jenny. Trang bị chapter này là phần mini story nối với cuộc sống Kuma 8 năm trước khi trở về quê nhà của mình. Ông đã cùng với Jenny sống một cuộc sống rất vui vẻ với mọi người ở đây. Trang bị cho thấy được một chuyến dã ngoại, Kuma xuống suối bắt cá bằng năng lực của trái ác quỷ. Jenny đang nhóm lửa để chuẩn bị nướng những con cá vừa mới bắt lên. Hai đứa trẻ bắt nạt Kuma trước đó cũng đã trở thành những người bạn của họ và cùng có mặt ở trên bờ suối. Mở đầu chapter 1097 là tại biển Nam, Vương quốc Sobek. Kuma bây giờ đã là thiếu niên 17 tuổi và trở thành mục sư trong căn nhà cổ kỹ đó, một khung cảnh hết sức thanh bình. Kuma được nhìn thấy đang chữa bệnh cho những người già ở đây bằng năng lực của trái ác quỷ. Đây là những việc làm tốt của Kuma và đa số họ là người nghèo khổ mắc phải những căn bệnh hay bị vấn đề nào đó đau đớn trong cuộc sống. Người ta gọi Kuma là người có bàn tay thần kỳ. Đa số họ đều cảm mến và cực kỳ cảm động trước tấm lòng nhân hậu của chàng trai trẻ tuổi. Jenny cũng được nhìn thấy, năm nay cô ấy 21 tuổi vì lớn hơn Kuma 4 tuổi. Jenny trưởng thành là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn sáng màu cùng vài đốm tàn nhang trên khuôn mặt. Cô ấy đã mắng những ông bà lão xem nơi này là một khu cắm trại để họ tổ chức những bữa tiệc trà nhẹ cùng với nhau. Thế nhưng đáp lại thì những người khác cũng không hề tỏ ra buồn phiền mà còn hứng khởi vì được Kuma cho phép. Khi này người dân đồn đại về một vị vua mới lên ngôi ở Sobek. Ông ta có tên là Bekori, một tên quốc vương vô tâm, hèn hạ và có phần biến thái. Ông ta thậm chí cũng bắt những người già hay những người bệnh phải luôn chào hỏi và cúi đầu trước mình mỗi khi nhìn thấy. Đa số những ông bà lão đều không hề ưa hắn. Tuy nhiên những câu chuyện mà họ nói với nhau đều được hắn nghe lén thông qua option truyền tin. Nhưng khi họ nói một vài điều gì đó về hắn thì hắn lại cảm thấy thẹn thùng rồi tỏ ra đỏ mặt ngượng ngùng. Kiểu như hắn là một kẻ tâm thần thì đúng hơn. Kuma nói với những người khác rằng ông có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người hàng tuần. Ông chắc chắn sẽ chữa được khi mà nó là những căn bệnh nhẹ hay những tổn thương, đau đớn nào đó không đáng kể. Đa số họ khi đến cho Kuma chữa bệnh, ông đều lấy ra đau đớn theo như cách mà đã từng làm với Luffy tại Rillaboom và sau đó nén nó lại thành một khối cầu tay gấu to lớn mỗi tuần. Sau khi được chữa bệnh xong thì những người dân cũng tạm biệt Kuma. Ông ấy lấy ra những tổn thương đặt trong căn phòng riêng của mình. Như đã biết thì Zoro đã hấp thụ đau đớn thay cho Luffy, thì giờ đây Kuma sẽ làm điều đó. Ông bắt đầu hít một hơi dài rồi sử dụng đôi bàn tay của mình để chạm vào quả cầu. Những tổn thương của người dân đã phát hiện nội tại của nó, khiến cho Kuma đau đớn như muốn xé tan, máu bật ra khắp cơ thể của ông. Căn nhà thờ cũng bị những dư chấn từ quả cầu làm cho nghiêng ngã. Ở phía bên ngoài thì Jenny đã chứng kiến tất cả rồi cô ấy bật khóc. Cô nói Kuma làm chuyện này hàng tuần không cho bất cứ một người nào biết, còn Kuma thì đau đớn quằn quại với những tổn thương nhận lấy. Kuma nhận được sự chăm sóc của Jenny và tỏ ra buồn bã. Kuma cho biết những đau đớn tích lũy đó không phải được ai khác gánh lấy, nếu như không thì nó sẽ không biến mất được. Ngược lại, trong một khoảng thời gian nhất định, những nỗi đau được lấy ra sẽ quay trở lại với người được tác động. Chính vì vậy mà Kuma sẽ là người chấp nhận đánh đổi, lội bỏ nó. Kuma cảm thấy mình rất vui khi giúp đỡ được những người khác và thấy những nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Jenny xót xa cho Kuma, nhưng cô vẫn chăm sóc ông ấy một cách nhiệt tình. Sau cuộc nói chuyện thì họ cũng gạt đi những nỗi đau và trở nên vui vẻ. Jenny lại ăn trước nụ cười rạng rỡ của Kuma tội nghiệp. Hồi tưởng tiếp tục chuyển đến 25 năm về trước. Năm nay Kuma 22 tuổi, còn Jenny thì là 26 tuổi. Jenny đã chủ động ngỏ ý cầu hôn Kuma, nhưng mà cô ấy nói với thái độ không nghiêm túc khiến cho Kuma cũng bối rối và sau đó là từ chối, làm Jenny tức giận gây áp lực cho ông ấy. Kuma nói rằng mình muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc và cả Jenny cũng vậy, nhưng ông nhớ lại thời khắc bi thảm của gia đình mình. Mẹ mình vì lấy một người mang dòng máu của chủng tộc Buccaneer mà đã bị bắt làm nô lệ. Chính vì thế ông không muốn điều tương tự xảy ra với Jenny. Sau đó Kuma cũng đã đổi chủ đề cuộc trò chuyện của họ, nói về tin tức của Dragon và nhóm chiến sĩ tự do. Ông cho rằng Dragon thật sự là quá ngầu. Để có được những hành động như vậy thì Dragon phải là một người anh hùng. Đồng thời Kuma muốn một ngày nào đó mình cũng sẽ ra khơi, gặp gỡ và cứu giúp nhiều người hơn nữa. Đây là cách mà Kuma muốn sống trong cuộc đời của mình, như cách mà chiến binh giải phóng Nika sẽ làm. Đột nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hai thanh niên từng bị Jenny đánh cho ú con mắt từ nhỏ đã trở thành những người bạn của họ.
ông em cái đến cho Jenny và thể hiện một sự yêu mến của cô ấy. Một người mang tên Giorgio tỏ tình, đứa mà ủng hộ nên đã bị Jenny ném cái chậu vào trong đầu. Bước nhảy thời gian chuyển đến 22 năm trước, năm mà Kuma 25 tuổi, một sự kiện lớn đã xảy ra. Vua Sobek đã bắt cóc một số người dân ở làng của Kuma, khiến ông tức giận để đòi hắn ta thả người ra. Nhưng những tên cộng vệ nói rằng luật pháp tại Sobek đã thay đổi rồi, những người sống miền nam của đất nước này không còn nhận được sự bảo vệ của pháp luật nữa, nên chúng sẽ có thể làm gì với họ tùy ý. Kuma thừa hiểu chuyện này, có nghĩa là những người bị bắt cóc sẽ biến thành nô lệ. Vì vậy ông nổi cơn thịnh nộ, dùng sức mạnh trái quỷ tụng ra những đòn ở sơ sóc khiến bọn kia tá hỏa. Ông đến gặp nhà vua và nhận được sự giải thích rằng Sobek đã bị chia cắt làm hai phần. Khu vực phía bắc chính là Sobek thật sự, còn khu phía nam là nơi sinh sống của những người già không có đủ khả năng để cống nạp. Tên Hồng Quân cho biết những người phía nam là sự cản trở để phát triển, nên chia cắt rõ ràng như thế thì Sobek chắc chắn sẽ thịnh vượng hơn. Trong cuộc nói chuyện đó, chúng ta nhìn thấy được Kuma, Jenny và ba người khác, bao gồm luôn cả hai thanh niên kia, bị bắt nhốt vào trong căn phòng giam. Kuma bây giờ đội chiếc mũ đặc trưng của mình với hai cái tai gấu. Họ đã nói chuyện với nhau, trong khi Kuma tức giận thì những người khác vẫn vui vẻ cười đùa trong tù. Đột nhiên một vụ nổ hình thành, người ta cho biết rằng nhóm chiến sĩ tự do đang đến để tấn công vua Sobek và phối chức nhà vua hiện tại. Dragon và Ivankov được nhìn thấy cùng với những thống lĩnh quân cách mạng của hiện tại, trong đó có Belobetti khi còn trẻ. Hai bóng đen xuất hiện mở cửa tù và các tiếng nói khiến cho Kuma, Jenny ngạc nhiên. Đó là Ivankov đi cùng với Dragon. Ivan nói rằng: "Này Kuma, nếu như cậu vẫn là con người của ngày đó thì hãy đi và thay đổi thế giới này." Sau đó đội quân tự do được giới thiệu, họ tiến vào thời đại kỷ nguyên hải tặc, cũng là lúc mà biến cố Ohara đã xảy ra. Dưới sự lãnh đạo của hai trụ cột là Dragon và Ivankov, cùng với sự bổ sung là Kuma, quân đội cách mạng đã gây tiếng vang lớn trên khắp thế giới. Chúng ta cũng nhìn thấy được ngồi họ còn có Jenny, cô gái trẻ đã nhiệt huyết với khẩu súng trường ở trên lưng. Họ cùng nhau hồ hởi tiến về phía trước. Lúc này trên mặt của Dragon vẫn chưa có hình xăm, mà chỉ có biểu tượng ở chân như đã được nhìn thấy tại Ohara trong hồi tưởng của tiến sĩ Vergeben. Dragon cho biết dù thực lực lớn mạnh nhưng mà không có tiền á thì họ cũng không thể làm gì quá nhiều, nên giờ muốn giúp đỡ phe nổi dậy của một số quốc gia với chức những vị vua ở quốc gia đó để có thêm nguồn lực. Và đồng thời ông cũng muốn tạo ra các tân binh triển vọng để họ sử dụng vũ khí đúng cách cùng với các kỹ năng chiến đấu điều luyện. Dragon cho biết mình từng là một hải quân nhưng lại không thể tìm thấy được công lý tại nơi đó. Kuma cũng nói rằng mình sẽ đi theo Dragon để tìm thấy công lý thật sự. Còn Dragon hứa mình sẽ không bao giờ để cho Kuma hối tiếc về quyết định này. Khi đó thì chúng ta cũng nhìn thấy được một con tàu của quân cách mạng với biểu tượng trông giống như một thanh kiếm nằm nghiêng. Diễn cảnh đến một khoảng thời gian sau đó, Kuma được nhìn thấy quay trở lại ngôi nhà thờ của mình tại Sobek, được người dân nồng nhiệt chào đón. 8 năm nữa đã trôi qua, tức là 14 năm về trước, ở một quốc gia không được nêu tên. Jenny đã được nhìn thấy với vai trò là tư lệnh cánh quân phía đông. Cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi mình sẽ tham gia cùng đội với Kuma vào chiến dịch ngày hôm sau. Tại bộ chỉ huy của quân cách mạng căn cứ Bantigo, có người báo cáo với Dragon rằng Jenny đã bị bắt cóc, đồng thời còn cho biết thêm đây là một kẻ thù không đội trời chung. Ở cuối chapter này, chúng ta nhìn thấy được Dragon xuất hiện với hình xăm trên khuôn mặt cùng với dòng chữ của người dẫn chuyện, một tin tức đáng lo ngại. Kết thúc chapter 1097, tuần sau chuyện vẫn tiếp tục có.